Làm nghệ thuật, sáng tạo là làm cái gì? Con đường phát triển sự nghiệp của những công việc mang tính chất sáng tạo sẽ ra sao? Tất cả đã có trong, người trong môn nghề, ngành sáng tạo nghệ thuật có gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Trận đổi thịt băm hay trận Abia là tên gọi của trận chiến giữa quân giải phóng với quân đội Mỹ từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 1969 ở Thừa Thiên, ngày nay thuộc Thừa Thiên Huế. Trận chiến nổ ra khi Hoa Kỳ tập trung lực lượng khoảng gần 2.000 quân dưới sự yểm trợ mạnh của hỏa lực phi pháo để đánh chiếm một quả đồi do hai tiểu đoàn chiếm giữ mà phía Việt Nam gọi là núi Abia, phía Mỹ gọi là cao điểm 937. Trận đánh diễn ra chủ yếu bằng bộ binh, quân Mỹ leo lên đồi cao tấn công đối phương. Các đơn vị quân giải phóng miền Nam cũng ra sức cố thủ dựa vào địa thế hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Dù được yểm trợ mạnh bởi pháo binh và không quân, các cuộc tấn công của Mỹ nhiều lần đã bị đẩy lùi bởi sự phòng ngự có hiệu quả của phía quân giải phóng. Ngọn đồi này về sau đã được lính Mỹ gọi là đồi thịt băm như một cách để thể hiện sự khốc liệt và thương vong cao của lính Mỹ. Abia là một điểm cao khá nổi bật nằm giữa vùng rừng núi trùng điệp gần biên giới Việt-Lào, cách khoảng 1,9 km với chiều cao là 937 m. Đỉnh Abia có 3 mỏm đứng thế chân kiềng cao sấp xỉ nhau, cách nhau khoảng 400 m. Đỉnh Abia bị bom pháo phát quang nham nhở, trơ lại những thân cây khô cháy. Toàn bộ núi là một dải gồ ghề, hoang dã, bao phủ bởi rừng với những tán tre mọc dày đặc, cộng với cỏ voi cao ngang thắt lưng. Cỏ có khi còn cao hơn cả một xe bọc thép M113. Các dân tộc địa phương gọi Abia là núi muông thú ẩn mình. Kế hoạch của hai bên. Liên quân Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa. Các trận đánh trên cao điểm 937 xảy ra vào tháng 5 năm 1969 là giai đoạn 2 của chiến dịch Apache Snow, một chiến dịch gồm 3 giai đoạn nhằm mục đích tiêu diệt lực lượng quân giải phóng trong khu vực thung lũng A Sầu, một mắt xích quan trọng trong tuyến đường chi viện vào miền Nam Việt Nam. Ở video trước, Battle Cry đã kể với các bạn về trận A Sầu năm 1966. Sau trận đánh đó, thì quân giải phóng đã hoàn toàn loại bỏ được sự hiện diện của người Mỹ ra khỏi khu vực này. Sau đó, các nỗ lực liên tục của người Mỹ nhằm ta chiếm thung lũng đã không thành công. Trung tướng Richard Sitwell, chỉ huy của quân đoàn 24 của Hoa Kỳ, đã quyết định huy động lực lượng tương đương với 2 sư đoàn được hỗ trợ mạnh bởi pháo binh và không quân để hoàn thành nhiệm vụ này. Lực lượng tham chiến tại đồi 937 gồm có 3 tiểu đoàn của sư đoàn không vận 101, chỉ huy là thiếu tướng Mazin Zeiss. Các tiểu đoàn này đều thuộc lữ đoàn số 3. 2 tiểu đoàn là 2 và 4 thuộc sư đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ cho lữ đoàn 3. Các đơn vị khác tham gia trong chiến dịch bao gồm các trung đoàn 9 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thiết đoàn 3 thuộc trung đoàn kỵ binh số 5 lục quân Hoa Kỳ và trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổng lực lượng khoảng 1.800 bộ binh và các đơn vị pháo binh, không quân yểm trợ. Kế hoạch của đại tá Comey là dùng 5 tiểu đoàn mở cuộc tấn công vào thung lũng bằng trực thăng vào ngày 10 tháng 5 năm 1969 để tìm kiếm cũng như phá hủy các kho quân nhu của quân giải phóng. Kế hoạch tổng thể của cuộc tấn công này là thủy quân lục chiến và các đơn vị trinh sát sẽ tiến về phía biên giới Việt-Lào, trong khi các đơn vị của Việt Nam Cộng Hòa thì cắt đường giao thông qua thung lũng. Tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1 sẽ tiêu diệt đối phương và ngăn chặn các tuyến đường trốn thoát sang Lào. Nếu một tiểu đoàn đụng độ mạnh với lực lượng quân giải phóng, thì Comey sẽ hỗ trợ họ bằng trực thăng với một trong các đơn vị khác. Về lý thuyết thì với sức cơ động mạnh nhờ trực thăng, thì sư đoàn 101 có thể phản ứng đủ nhanh để ngăn chặn bất kỳ đơn vị quân giải phóng nào. Khi một tiểu đoàn của Hoa Kỳ phát hiện ra một đơn vị quân giải phóng, họ sẽ tổ chức đánh chặn cho tới khi một tiểu đoàn tăng cường, có thể là cắt đường rút lui hoặc là dùng hỏa lực vượt trội để tiêu diệt đối phương. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã đánh giá thấp sức mạnh thực tế của quân giải phóng. Họ là những bậc thầy về ngụy trang. Quân giải phóng miền Nam hoàn toàn che giấu được các căn cứ của họ khỏi trinh sát trên không của Mỹ. Khi di chuyển, quân giải phóng thường làm vào ban đêm, dọc theo những con đường mòn dưới tán rừng rậm rạp. Quân giải phóng thực hiện liên lạc và kiểm soát chủ yếu bằng thư và điện tín, không sử dụng thiết bị điện tử để tránh bị theo dõi. Qua kinh nghiệm trong nhiều cuộc đụng độ lớn cho thấy, quân giải phóng thường chỉ giao chiến trong một thời gian ngắn, gây tổn thất lớn nhất có thể cho Mỹ và sau đó thì nhanh chóng rút đi trước khi phải hứng chịu hỏa lực áp đảo của Mỹ từ không quân hoặc là cơ giới. Chiến đấu kéo dài như tại Đắc Tô hay tại Ia Drang là tương đối hiếm.
sĩ quan chỉ huy Honeycutt dự đoán tiểu đoàn của ông ta có đủ năng lực để thực hiện một cuộc trinh sát trên cao điểm 937 mà không cần tăng cường hơn nữa. Mặc dù ông ta đã yêu cầu quân dự bị của lữ đoàn và đại đội Bravo của mình sẵn sàng hỗ trợ. Với quân giải phóng miền Nam Việt Nam, sau khi liên tục giao chiến với thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ trong chiến dịch Dewey Canyon vào tháng 2, thì quân giải phóng đã di chuyển trung đoàn 6, 9 và 29 vào khu vực thung lũng A Lưới để tái trang bị, bổ sung thiệt hại. Thung lũng A Lưới nằm về phía tây bắc thành phố Huế khoảng 30 km, được bao bọc bởi một số điểm cao như Động So 1.100m, Ba Lao cao 1.400m và A Bia cao 937m, v.v. Sông Arab và đường 14 chạy dọc theo chiều dài của thung lũng. Phía tây bắc có sông Đáp Lim, A Lưới, nối với Huế bằng đường số 12. Kế hoạch càn quét A Lưới của Mỹ được Bộ Tư lệnh Quân khu Trị Thiên dự kiến từ trước. Do vậy, từ đầu tháng 3 năm 1969, thì quân khu đã điều Trung đoàn 3 vào chuẩn bị tại chiến trường, sẵn sàng đánh Mỹ. Phương án tác chiến cụ thể như sau. Với một đa đội pháo phòng không M-27, một đa đội cố 82 ly, được tăng cường một tiểu đoàn bộ binh, trung đoàn sẽ vận dụng chiến thuật vận động tiến công kết hợp chốt, lấy đại đội, trung đội xuất kích ngắn, tập kích vào từng cụm quân Mỹ đóng dã ngoại. Tùy tình hình, diễn biến cụ thể, thì trung đoàn sẽ chuẩn bị phương án vận động tiến công kết hợp chốt cấp trung đoàn, tiêu diệt tiểu đoàn của Mỹ. Để đạt được mục đích đó, thì trung đoàn phải tạo cho được cụm điểm chốt liên hoàn nhằm thu hút quân Mỹ vào sâu hơn nữa, tạo khả năng và điều kiện cho các phân đội cơ động tiến công tiêu diệt quân dã ngoại và quân ứng cứu. Thứ hai là không xây dựng cụm chốt, chỉ dùng lực lượng cơ động tiến hành mật tập phục kích, tập kích, xuất kích ngắn để tiêu diệt quân Mỹ đóng dã ngoại. Mỹ đang hung hăng, đang có tham vọng càn quét lực lượng quân giải phóng ra xa. Nếu gặp lực lượng chủ lực thì nhất định Mỹ sẽ bâu lại để quét. Lúc đó sẽ sử dụng lực lượng cơ động để tập kích vào những khu vực quân Mỹ đang co cụm. Sau nhiều giờ tranh luận thì ban chỉ huy trung đoàn đã nhất trí chọn phương án 1, thế nhưng cũng sẵn sàng chuyển sang phương án 2. Trung đoàn chọn A Bia để xây dựng cụm chốt. 15 giờ ngày 8 tháng 5, các đơn vị xuất phát hành quân chiếm lĩnh trận địa. Tiểu đoàn 8 được tăng cường đại đội 14 cố 82 xây dựng cụm chốt ở A Bia. Tiểu đoàn 7 bố trí ở khu vực điểm cao 903 và 916. Đại đội 16 cơ động dọc phía tây đường số 14, đoạn A Sầu, A Lưới. Khối hỏa lực còn lại do trung đoàn trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn 9 làm lực lượng dự bị, trước mắt có nhiệm vụ chuyển gạo, đạn từ A Rum vào A Lưới. Các chiến sĩ trinh sát bám sát từng mũi tiến quân của Mỹ. Mở màn trận đánh. Lúc 10 giờ 15 phút ngày 10 tháng 5, tiểu đoàn 8 do tiểu đoàn trưởng Đinh Xuân Bài chỉ huy nổ súng tiến công một đại đội thuộc tiểu đoàn dù số 3 của Mỹ trên các điểm cao 400 và 500 cách đông bắc A Bia khoảng 2 km. Đại đội 5 được tăng cường 2 cố 82 ly chia làm 3 mũi. Mũi chính đánh ngang đội hình địch ở vị trí yên ngựa rồi tỏa ra hai hướng đánh ngược lên các đỉnh 500 và 400 để kết hợp với hai mũi đánh từ phía sau mỏm 500 xuống. Trên mỏm cao 400, sau khi bí mật tiếp cận mục tiêu, đến giờ nổ súng, tiểu đội 10 tiêu diệt một tiểu đội của Mỹ. Sau đó thì phát triển xuống vị trí yên ngựa, phối hợp với trung đội 3 đánh ngược lên. Cùng lúc đó, ở mỏm 500 thì tiểu đội 9 đánh lên đỉnh, nhưng trúng hai quả mìn định hướng của Mỹ gài sẵn, làm thương vong gần hết. Mũi phát triển từ yên ngựa lên cũng bị quân Mỹ trên mỏm bắn xuống. Đội hình tiến công ở hướng này bị trượng lại. Đại đội 5 phải dùng cối 82 ly và B-40 đặt từ đỉnh 400 bắn sang chi viện, thế nhưng vẫn không dứt điểm được. Pháo binh Mỹ dồn dập bắn vào mỏm 400, kết hợp với hai máy bay trực thăng ra soát ngọn cây, quét đại liền, thả lựu đạn xung quanh điểm cao 500. Trước tình hình nguy ngập, tiểu đoàn 8 lệnh cho đại đội 5 lùi về A Bia và tiếp tục xây dựng trận địa chốt. Trận chiến đấu diễn ra không quá 1 giờ, hàng chục lính Mỹ tử trận. Tiểu đoàn 8 của quân giải phóng do phân tán lực lượng, không tập trung vào mục tiêu chủ yếu là sở chỉ huy của Mỹ, đã để quân Mỹ kịp tổ chức chống cự, gây nhiều tổn thất. Ở hướng tiểu đoàn 7, ngay phút ban đầu chỉ huy, tiểu đoàn đã tập trung hỏa lực chi viện cho đại đội 1 đánh lên điểm cao 903. Sau khi hàng chục lính Mỹ tử thương, Mỹ đưa 6 máy bay trực thăng lên chi viện và bốc hai đại đội ở đây về phía nam. Quân Mỹ biết đã gặp được lực lượng chủ lực của quân giải phóng nên tăng cường độ đánh phá và dùng trực thăng vũ trang
thay nhau trinh sát khu vực xảy ra chiến sự. Ngày 11 tháng 5, Honeycutt giao cho hai đại đội Alpha và Delta do thám phía Bắc và phía Tây Bắc núi Abir, trong khi các đại đội Bravo và Charlie tăng cường tại các tuyến đường khác nhau. 13 giờ ngày 11 tháng 5, Mỹ đổ hai tiểu đoàn xuống các điểm cao 903, 916 và Abir. Phía quân giải phóng, trung đoàn trưởng lệnh cho tiểu đoàn 7 ém sẵn quân tại khu vực 903, 916, còn ba đại đội cơ động bám sát và tiến công Mỹ. Khi ra ngoài bãi đáp trực thăng trên sườn núi phía Bắc, đại đội Bravo đã giao tranh dữ dội với lực lượng quân giải phóng trong khu vực 1 km vào cuối ngày hôm đó. Honeycutt nhanh chóng chỉ đạo máy bay trực thăng vũ trang AH-1 Cobra trang bị rocket và súng máy hạng nặng để hỗ trợ cho cuộc tấn công vội vã. Trong rừng rậm, những chiếc Cobra đã nhầm tiểu đoàn 3 của Mỹ với một đơn vị quân giải phóng, thế nên đã tấn công và giết chết 2 người, làm bị thương tận 35 người, gồm có cả Honeycutt. Việc bắn phá này đã phá vỡ đội hình, buộc tiểu đoàn 3 phải rút lui vào vị trí phòng thủ đêm. Tuy nhiên, liên lạc xác nhận rằng một lực lượng đáng kể phía quân giải phóng đã có mặt tại đây. Honeycutt ước tính là phải cần tăng cường thêm một trung đội hoặc là một đại đội. Cũng trong đêm ngày 11, tiểu đoàn đặc công quân khu đã tiến công sở chỉ huy của lữ đoàn dù số 3 của Mỹ ở căn cứ Động Tranh. Sáng ngày 12 tháng 5, Mỹ phải đưa tiểu đoàn 2, trung đoàn 506 ở A Lê Thiêm về bảo vệ sở chỉ huy lữ đoàn. Mỹ rút tiếp tiểu đoàn 2 về Động Tranh, phía Bắc Abir không còn lính chốt giữ. Ban chỉ huy trung đoàn 3 quân giải phóng quyết định điều tiểu đoàn 9 do tiểu đoàn trưởng Vượng chỉ huy hoạt động từ địa đạo Lam Sơn đến khu vực Bãi Ổi. Tiểu đoàn 8 thì tiếp tục củng cố trận địa chốt. Cũng trong 2 ngày này, Honeycutt điều khiển các đại đội của mình tới các vị trí cho một cuộc tấn công phối hợp vào ngày 13 tháng 5. Thế nhưng đã thất vọng bởi địa hình khó khăn và sự kháng cự mạnh mẽ của phía quân giải phóng. Mỗi đơn vị của đại đội Delta rơi vào một khe núi dốc lầy lội vào ngày 12 tháng 5, phải chịu tổn thất cao trong 2 ngày. Kết thúc phần 1 của video, chúng ta đã cùng trải qua các diễn biến đầu tiên của trận đánh. Hãy cùng đón chờ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của trận đánh ở phần 2 của video nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry. Kết thúc phần 1, quân giải phóng phần nào đã có được những đòn đánh gây bất ngờ cho lực lượng của Mỹ tại khu vực đồi Abir. Không để các bạn chờ đợi thêm nữa, chúng ta cùng tới với những diễn biến tiếp theo của trận đánh này nhé. Quân Mỹ đẩy mạnh tấn công. Buổi trưa ngày 13 tháng 5, chỉ huy lữ đoàn dù Đại tá Comey quyết định sẽ cắt đứt chi viện của quân giải phóng từ Lào và hỗ trợ Honeycutt bằng cách tấn công Abir từ phía Nam. Đại đội Bravo được trực thăng đưa lên đồi 916, nhưng phần còn lại của tiểu đoàn thì di chuyển bằng đường bộ từ một khu vực cách 4 km đồi 937. Và cả Comey lẫn Honeycutt dự kiến tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 sẽ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ không muộn hơn buổi sáng ngày 15 tháng 5. Và mặc dù đại đội Bravo đã tới đồi 916 vào ngày 15 tháng 5, thế nhưng họ đã không thể tham gia tấn công cho tới tận ngày 19 tháng 5 do rừng rậm gần như khiến họ không thể di chuyển. Lúc 12 giờ ngày 13 tháng 5, đại đội quân giải phóng miền Nam phát hiện một tốp lính Mỹ trong hố bom dưới yên ngựa đang dùng ống nhòm quan sát lên đỉnh Abir. 20 phút sau, nhiều lính Mỹ kéo ra dưới mỏm yên ngựa. Đợi lính Mỹ từ dưới hố bom leo lên, phía quân giải phóng đã dùng mìn sát thương cùng với bộ binh tiến lên đánh vào nhóm đi trước. Khẩu đội cối 82 ly đánh chặn phía sau. Quân Mỹ bỏ chạy theo sườn đồi. Đại đội 1, tiểu đoàn 2, trung đoàn 501 bị tiêu diệt. Quân Mỹ dùng trực thăng vận hai đại đội khác đổ xuống chân điểm cao Abir nhặt xác đồng đội. Thế nhưng do trời đã tối nên phải quay về vị trí cũ. Quân Mỹ tiếp tục phản kích lên Abir và các cao điểm 903, 916. Ban chỉ huy quân giải phóng quyết định sẽ tiếp tục sử dụng tiểu đoàn 8 chốt ở Abir và tiểu đoàn 7 giữ điểm cao 903, đưa tiểu đoàn 9 vào hoạt động ở khu vực A Lê Thiêm, A Lê Lốc, đồng thời dùng đặc công liên tục tập kích vào các vị trí đóng quân của Mỹ. Thực hiện chủ trương của trung đoàn, đêm ngày 13, rạng ngày 14 tháng 5, đại đội 20 đặc công tập kích vào sở chỉ huy của tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 ở điểm cao 1078 và phá hủy trận địa pháo 105 ly. Cũng trong ngày 13 tháng 5, thì lữ đoàn dù số 3 của Mỹ đã tổ chức phản kích vào các điểm cao 903 và 916.
tiểu đoàn 7 do tiểu đoàn trưởng Tăng Văn Miêu và chính trị viên Trần Triển chỉ huy. Trong thế xen kẽ, chiến sĩ tiểu đoàn 7 đã tập kích khiến lính Mỹ phải thường xuyên di chuyển, gọi pháo chi viện, tạo nên vành đai hỏa lực xung quanh vị trí trú quân. Ngày 14 tháng 5, tổ chức phân đội hỏa lực 12 khẩu gồm B-40, B-41, cố 82 ly, cố 60 ly của phía quân giải phóng bất ngờ đánh vào đội hình của một đại đội Mỹ cách điểm cao 916 2 km về phía đông. Sau khi dùng bom, pháo bắn phá dọn đường suốt hai ngày 13 và 14 tháng 5, quân Mỹ sử dụng tiểu đoàn 1 trung đoàn 506 chia làm hai mũi tiến công đánh chiếm lên Abia. Phía đông nam, đợt phản kích của hai đại đội Mỹ cũng bị đại đội 6 quân giải phóng ghim chân dưới yên ngựa bằng những bãi mìn và đạn cối. Khi quân Mỹ vượt được lên yên ngựa vào gần tới đỉnh thì bị bộ binh quân giải phóng miền Nam phục kích. Bị đánh gần và bất ngờ, lính Mỹ lùi xuống chân điểm cao gọi pháo chi viện. Biết rằng lữ đoàn 3 dù của Mỹ đang dồn nỗ lực chiếm Abia, từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì tiểu đoàn 8 tranh thủ thời gian giữa hai đợt phản kích đào hầm phát triển tuyến chốt sang hướng sườn tây bắc điểm cao Abia nhằm tránh pháo Mỹ từ phía đông bắc bắn tới. Hầm hào được xây dựng nửa nổi nửa chìm, có hầm ngủ, hầm chiến đấu nhiều tầng nhiều lớp. Cơ quan trung đoàn và các đơn vị trực thuộc thay nhau lên Abia giúp tiểu đoàn 8 xây dựng hầm hào. Với hệ thống công sự này thì tiểu đoàn 8 nấp mình trong lòng đất đã tránh được bom phá Mỹ ngày đêm kẻ nát ngọn đồi, tổ chức phản kích hàng chục đợt tiến công của Mỹ. Các đơn vị quân giải phóng cũng tổ chức các trận đánh bãi đáp trực thăng của Mỹ, bắn rơi hoặc bắn hư hỏng nhiều máy bay trực thăng dù chỉ có vũ khí hạng nhẹ. Sau 3 ngày bị chặn đứng, quân Mỹ buộc phải thay đổi chiến thuật, vừa dùng phi pháo đánh ác liệt vào các trận địa chốt, vừa dùng lực lượng cấp đại đội đánh vào các điểm cao 916 và 900 nhằm bao vây cô lập tiểu đoàn 8, sau đó dùng lực lượng lớn tiến công đánh chiếm Abia. Trưa ngày 15 tháng 5, trực thăng Mỹ đổi một đại đội Bravo thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 506 xuống điểm cao 916, đồng thời tung hai tiểu đoàn vào hướng cao điểm 900 phối hợp lấn dần sang Abia, cùng tiểu đoàn 2 trung đoàn 501 tổ chức phản kích. Hai bên giành giật nhau suốt hai ngày liền, quân Mỹ 3 lần thay quân, lực lượng quân giải phóng cũng vơi dần, hầm hào sụt lở không kịp củng cố. Các chốt của tiểu đoàn 8 mất dần, nhất là hướng chốt đại đội 8. Tuy vậy, thì phía quân giải phóng vẫn giữ vững được Abia. Tiểu đoàn 8 bị cắt rời khỏi đội hình trung đoàn. Ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý quyết định sẽ để đại đội 6 tiếp tục củng cố trận địa, đánh địch từ hướng bắc, rút đại đội 7 ra tăng cường cho chốt ở điểm cao 991. Đại đội 5 thì bổ sung cho chốt ở đại đội 8, số còn lại thì làm lực lượng dự bị. Đồng thời, tiểu đoàn điện báo cáo về trung đoàn. Tình hình có khó khăn, thương binh không chuyển được, đạn thiếu, lực lượng cơ động không có, chỉ có khả năng giữ đến sáng ngày 17 tháng 5, hướng rút lui phía nam Abia. Lữ đoàn dù số 3 của Mỹ đã bị động đối phó về mặt chiến thuật, từ chỗ chủ động lùng sục tìm diệt phải quay sang đánh chiếm mục tiêu đúng như ý định của phía quân giải phóng. Ban chỉ huy trung đoàn quân giải phóng lệnh cho tiểu đoàn 8 tiếp tục giữ Abia, thu hút đối phương và tạo điều kiện cho hai tiểu đoàn 7 và 9 cùng các đại đội hỏa lực lật cánh sang phía nam Abia, vận động tấn công vào sườn của Mỹ. Trước mắt phải đánh bật đại đội Mỹ ở điểm cao 916 để lập lại thế liên hoàn toàn trung đoàn. Suốt 2 ngày 16 và 17 tháng 5, nhiều trận đánh diễn ra liên tiếp trong khu vực đổ 903, 916 và phía nam Abia. Ngày 16 tháng 5, trung đoàn tập trung 16 khẩu cối B-40, B-41 và đạn liên 12-7 tập kích bất ngờ vào đại đội Mỹ ở Động Chuối. 9 giờ ngày 17 tháng 5, đại đội 2 tiểu đoàn 7 bất ngờ tiến công một đại đội Mỹ ở điểm cao 916, đánh bật quân Mỹ ở mỏm 1. Quân Mỹ bỏ mỏm 2, chạy ra xuống chân điểm cao, vấp phải chốt của đại đội 5. 2 giờ chiều ngày 17 tháng 5, nhiều quân Mỹ ở 916 đã tử trận. Hành lang giữa 916 và Abia đã được khai thông, đường sang tiểu đoàn 8 lại được mở. Chỉ huy lữ dù số 3 của Mỹ chưa hay biết gì về số phận của đại đội Mỹ trên điểm cao 916, thế nên vẫn cho trực thăng đổ quân tiếp ứng cho đại đội này. Lập tức bị đại đội 2 quân giải phóng bắn cháy hai trực thăng và toàn bộ số lính đi cùng. Thời gian này ở hướng Abia cũng diễn ra trận chiến đấu ác liệt. Mỹ cố đánh chiếm Abia để gỡ thể diện và để nhặt xác đồng đội tử trận suốt 2 ngày qua. Sau khi cắt rời tiểu đoàn 8 khỏi đội hình trung đoàn 3, lữ dù số 3 của Mỹ cùng tiểu đoàn 2 trung đoàn 501
và hai đại đội thuộc tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 bao quanh Abir và thay nhau phản kích. Mỹ không dùng chiến thuật cơn sóng lớn áp đảo đối phương nữa, mà thực hiện chiến thuật sóng liên hồi nhằm gây căng thẳng, dẫn tới suy sụp về ý chí và tinh thần và buộc phía quân giải phóng phải mệt mỏi mà rút bỏ Abir. Trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5, các trận địa pháo Mỹ dọc đường số 12 hướng về Abir trút đạn và bắn cả đạn hóa học gây chảy nước mắt, nước mũi. Trận phản kích cuối cùng trong ngày 17 tháng 5 diễn ra lúc 15 giờ. Quân Mỹ chia làm 4 mũi dùng đạn hóa học đánh lên Abir. Đến 16 giờ thì một đại đội Mỹ được phi pháo yểm trợ lại tiến công lên chốt. Trong lúc quân Mỹ còn đang tập trung vào hướng các đại đội 5, 6 thì đại đội 2 tiểu đoàn 7 quân giải phóng bất ngờ tiến công vào sườn trái đội hình phản kích của một đại đội quân Mỹ, hất chúng xuống chân điểm cao. Đợt phản kích cuối cùng của Mỹ lên Abir trong ngày 17 đã thất bại. Bị cầm chân suốt 5 ngày, các chỉ huy của lữ đoàn Mỹ đã ra lệnh một cuộc tấn công phối hợp hai tiểu đoàn vào ngày 18 tháng 5, với tiểu đoàn 1 trung đoàn 506 tấn công từ phía Nam và tiểu đoàn 3 trung đoàn 187 tấn công từ phía Bắc, cố gắng để cô lập lực lượng đối phương. Đại đội Delta của tiểu đoàn 3 trung đoàn 187 được không vận tới gần ngọn đồi nhưng bị tập kích và thương vong nghiêm trọng, bao gồm tất cả các sĩ quan của mình. Từ một máy bay trực thăng quan sát, chỉ huy của tiểu đoàn đã cố gắng phối hợp với các đại đội khác vào một cuộc tấn công cuối cùng. Thế nhưng, một trận mưa dữ dội làm giảm khả năng yểm trợ không quân và kết thúc trận đánh. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 187 một lần nữa phải rút lui xuống chân núi. Ba đại đội của tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 đã chiến đấu để giành điểm cao 900 phía nam của đỉnh núi, cũng gặp phải sự kháng cự mạnh từ phía quân giải phóng. Bởi thương vong nặng nề trong vòng một tuần và chịu áp lực từ sự chú ý không mong muốn của báo chí, một số chỉ huy nghiêm túc xem xét việc ngừng các cuộc tấn công. Cả hai tư lệnh quân đoàn và tư lệnh McVie, tướng Clayton Abraham công khai ủng hộ quyết định này. Các chỉ huy tại chỗ lại cảm thấy bị bẽ mặt khi phải rút lui bởi một lực lượng đối phương nhỏ bé hơn nhiều. Vậy là Zeiss quyết định sẽ tiếp tục tấn công và tung 3 tiểu đoàn mới vào chiến đấu, thay thế cho những đơn vị đã thiệt hại nặng. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 187 thiệt hại nghiêm trọng với khoảng 320 thiệt mạng và bị thương, chiếm 60% trong tổng số 450 binh sĩ có kinh nghiệm ban đầu. 2 trong số 4 chỉ huy đại đội và 8 trên 12 trung đội trưởng đã thương vong. Lực lượng quân giải phóng miền Nam rút lui. Sau một tuần chiến đấu, hai tiểu đoàn của quân giải phóng miền Nam đã hoàn thành mục tiêu được giao là tiêu diệt được một lượng lớn đáng kể quân Mỹ. Như chiến lược chung trong những trận đánh với Mỹ, phía quân giải phóng không cố gắng giành giật trận địa mà chỉ cố gắng gây thương vong tối đa cho địch trước khi tổ chức rút lui để tránh bị hỏa lực và sức cơ động vượt trội của Mỹ bao vây tiêu diệt. Kế hoạch ban đầu là rút vào đêm ngày 17, thế nhưng các đơn vị đã hoàn thành tốt và kéo dài thêm được một ngày. Đêm ngày 18, phía quân giải phóng miền Nam bắt đầu tổ chức rút lui khỏi trận địa núi Abir và chỉ để lại một bộ phận nhỏ làm nghi binh. Ngày 19 tháng 5, hai tiểu đoàn bộ binh của Mỹ đã được không vận vào bãi đáp đông bắc và phía đông nam của núi. Cả hai tiểu đoàn lập tức di chuyển lên núi để tới các vị trí mà từ đó họ sẽ tấn công vào sáng hôm sau. Trong khi đó, thì tiểu đoàn 1, trung đoàn 506 dùng ngày thứ 3 liên tiếp để bảo đảm an toàn cho điểm cao 900. Lữ đoàn 3 đưa ra 4 tiểu đoàn của mình tấn công vào lúc 10 giờ ngày 20 tháng 5, bao gồm cả hai đại đội của tiểu đoàn 3, trung đoàn 187 được tăng cường bởi đại đội Alpha của tiểu đoàn 2, trung đoàn 506. Các cuộc tấn công được hỗ trợ bởi 2 giờ không kích và 90 phút nã pháo. Các tiểu đoàn tấn công đồng thời. 12 giờ, tiểu đoàn 3, trung đoàn 187 lên tới đỉnh. Đơn vị nhỏ làm nhiệm vụ nghi binh còn lại của quân giải phóng miền Nam sau khi nổ súng cầm chân quân Mỹ đã rút sang Lào theo đơn vị chính. Và đội 937 được quân Mỹ nắm giữ vào lúc 17 giờ. Vào năm 2011, bà Candom, một nữ du kích người dân tộc Paco kể lại rằng có một chuyện mà nhiều người chưa biết về những gì mà lính Mỹ đã làm với chiến sĩ du kích Culoy khi trận đánh trên đồi Abir kết thúc. Anh Culoy tham gia đánh căn cứ Abir, nhận nhiệm vụ ở lại để cản chân quân Mỹ cho đồng đội rút lui. Culoy hy sinh, nhưng quân Mỹ đã lấy xác của anh, chặt đầu cắm lên cọc, băm thi thể của anh thành từng mảnh vụn, rồi rải khắp ngọn đồi. Bà Candom kể rằng
Lính Mỹ làm như vậy là để cho người Paco của mẹ nhụt chí, không còn dám theo Đảng và Bác Hồ đánh giặc. Thế nhưng chúng đã lầm. Từ đó, đồng bào Paco đã gọi ngọn đồi A Bia là đồi Băm, tức Băm Sát, để khắc ghi trong tim mình sự hy sinh anh dũng của anh Cù Lọi mà quyết tâm đánh giặc đến cùng. Kết quả: sau 10 ngày chiến đấu, quân đội Mỹ đã chịu thiệt hại 72 lính chết và 372 người bị thương. Một vài trực thăng đã bị bắn rơi hoặc bắn hỏng. Quân Mỹ tuyên bố các tiểu đoàn 7 và 8 của trung đoàn 29 quân giải phóng đã có 630 người tử trận, chưa kể số bị thương khi chiến đấu với quân Mỹ. Con số thiệt hại của quân giải phóng do phía Mỹ tuyên bố gây nhiều tranh cãi và bị coi là phóng đại quá mức. Bởi thực tế, quân Mỹ không thể đếm được số lính Việt Nam bị chết trong hoàn cảnh chiến trường khi đó, với địa hình rừng núi, pháo kích và không quân ném bom dày đặc, làm chiến trường rất khó quan sát. Bộ binh Việt Nam thì cũng thường ẩn mình trong các công sự khó bị phát hiện. Quân Mỹ thương vong hàng trăm lính, thế nhưng rốt cục chỉ chiếm được một ngọn đồi không có giá trị về quân sự. Thiếu tướng John Wright lặng lẽ ra lệnh rút khỏi ngọn đồi vào ngày 5 tháng 6. Các cuộc tranh luận về Hamburger Hill diễn ra tại Quốc hội Hoa Kỳ với những lời chỉ trích đặc biệt nghiêm trọng của các thượng nghị sĩ Edward Kennedy, George McGovern và Stephen McJoan. Edward Kennedy gọi đây là cuộc hành quân điên rồ và vô trách nhiệm. Sinh mạng của binh sĩ Mỹ đã bị phung phí chỉ để thể diện nhà binh cho các sĩ quan chỉ huy. Báo chí Mỹ ngày 25 tháng 5 năm 1969 gọi A Bia là đồi thịt băm của lính rủ Mỹ, lên án quân đội Mỹ ném quân lên vùng núi A Bia chỉ để biến cuộc hành quân tuyết rơi trên đỉnh núi thành máu rơi trên đỉnh núi. Trong số 27 tháng 6, tạp chí Life đã công bố những bức ảnh của 241 lính Mỹ thiệt mạng trong một tuần tại Việt Nam, được coi là một bước ngoặt của chiến tranh. Dù chỉ có một phần trong số này là thương vong trên núi Hamburger Hill, nhiều người Mỹ đã nhận thức được rằng tất cả những người chết đều là nạn nhân của trận đánh điên rồ và vô nghĩa này. Tranh cãi về Hamburger Hill đã dẫn tới một đánh giá lại chiến lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam như một kết quả trực tiếp để giữ thương vong không cao quá mức. Tướng Abraham ngừng chính sách áp lực tối đa chống lại quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trong khi Tổng thống Richard Nixon đẩy nhanh thực hiện chiến lược mới là Việt Nam hóa chiến tranh và tuyên bố đợt rút quân viễn chinh đầu tiên. Mặc dù trận đánh chỉ ở mức tiểu đoàn, song nó đã trở thành một bước ngoặt lớn trong chiến tranh Việt Nam. Với quân giải phóng miền Nam Việt Nam, những kết quả thu được trong trận đánh ở A Bia và đợt hoạt động phản công của sư đoàn 324 ở vùng Tung Lũng A Lưới đã cổ vũ và thúc đẩy phong trào đánh phá Bình Định đang phát triển ở các địa phương. Chiến thắng A Bia đã đi vào trang sử truyền thống đầu tiên của sư đoàn 324 kể từ khi được tổ chức lại và là mốc mở đầu cho giai đoạn khôi phục lại thế trận xuống đồng bằng, lập lại thế ba vùng chiến lược sau Tết Mậu Thân năm 1968. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thương Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!